Trấn Thành khoe ảnh chứng minh Trường Giang nhà Phương thực sự tái hợp, fan mừng rơn. Các thánh xôi đã tinh ý phát hiện nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn đeo chiếc đồng hồ tương tự với chiếc của bạn trai họ Võ trước đó. Những ngày qua, Trấn Thành đang có chuyến lưu diễn xa nhà. Theo tiết lộ của ông xã Harry Won, anh vắng nhà nửa tháng đi quay ở khu vực miền Trung, trong đó có cố đô Huế. Dù tức bực với lịch trình công việc, nhưng danh hài họ Huỳnh vẫn tranh thủ thời gian đi khám phá ẩm thực, ăn uống giao lưu, tâm sự với đồng nghiệp. Vừa qua ngày 26 tháng 7, Trấn Thành hào hứng chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, đi ăn uống cùng nhà Phương và các đồng nghiệp. Đăng tải bức ảnh selfie trong lúc chờ đồ ăn, nam danh hài họ Huỳnh hóm hỉnh khoe, gặp đồng bọn, đi ăn thôi. Bức hình đi ăn cùng đồng bọn của ông xã Harry Won ngay lập tức trở thành topic nóng. Nhận ra nhà Phương, nhiều người thắc mắc, sao có vợ Trường Giang mà không thấy anh ấy đâu cả. Tuy nhiên, số khác lại quan tâm tới chiếc đồng hồ mà mỹ nhân họ Trần đeo trên tay. Theo đó, các thánh soi đã tinh ý phát hiện, nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn đeo chiếc đồng hồ tương tự với chiếc của bạn trai họ Võ trước đó. Điều quan trọng là cái đồng hồ của nhà Phương, Trường Giang cũng từng đeo một cái như thế, một Facebook nhận định. Sau ít giờ khoe bức ảnh đi ăn uống cùng nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu, trưởng phòng ơn rời cậu đây rồi, mới đây đã tiết lộ về cuộc nhậu với nam danh hài Trường Giang cũng vào tối qua. Đăng tải bức ảnh cùng bạn trai nhà Phương, nâng ly bên bàn tiệc, Trấn Thành thú nhận. Tôi ít khi nhậu, thế nhưng đêm qua chúng tôi đã uống và nói rất nhiều. Hình ảnh cụm ly và tâm sự trong đêm của ông xã Harry Won với Mười Khó đã nhận được sự quan tâm lớn. Chọc quê Trấn Thành không uống đã nói nhiều, huống chi có men. Nhiều người lại chú ý tới chi tiết trùng hợp kỳ lạ. Dù được chia sẻ cách nhau nửa ngày, nhưng hai bức hình lại được ghi lại vào cùng một thời điểm là tối qua. Từ mốc thời gian của hai cuộc ăn uống, nhiều người cho rằng Trấn Thành, nhà Phương, Trường Giang và các đồng nghiệp đi ăn cùng nhau. Nhưng để tránh ồn ào nên cặp tình nhân ngôi sao né tránh chụp ảnh chung. Tuy nhiên, sự thật phía sau nghi vấn đã được sáng tỏ khi nhìn kỹ vào các chi tiết trong hai bức ảnh. Theo đó, sự khác biệt trong trang phục của Trấn Thành khi gặp gỡ nhà Phương và Trường Giang hoàn toàn khác nhau. Một bức ông xã Harry Won mặc áo phông trắng họa tiết đen trước ngực, bức kia anh diện áo sơ mi. Qua tình tiết trùng hợp có thể thấy Trường Giang nhà Phương không cùng hội họp với Trấn Thành, tuy nhiên cặp tình nhân ngôi sao chắc chắn đang cùng có mặt trong chuyến lưu diễn tại miền Trung với ông xã Harry Won lần này. Thời gian qua, thông tin nhà Phương Trường Giang gương vỡ lại lành sau scandal tình ái bắt cá nhiều tay với mỹ nhân Việt như Nam Em và Khánh My. Nghi vấn tái hợp yêu đương của cặp tình nhân ngôi sao được lan truyền mạnh từ đầu tháng 7. Sau loạt hình du lịch Thái Lan, mới đây clip lại ghi hình ảnh Trường Giang nhà Phương sánh đôi bên nhau trong đêm tại quê nhà tiếp tục được hé lộ. Trong clip, nam danh hài Đức Quảng lái xế hộp màu trắng đưa bạn gái họ Trần đến mua sắm tại một địa điểm sầm uất thành phố Hồ Chí Minh. Theo những hình ảnh ghi lại, nữ diễn viên tuổi thanh xuân một mình bước vào mua sắm, còn bạn trai cô ngồi đợi ở xe. Mua hàng xong, nhà Phương nhanh chóng ra xe cùng Trường Giang di chuyển tới một địa điểm khác. Ngồi trong xế sang, cặp tình nhân ngôi sao trò chuyện vui vẻ như không hề có chuyện giận hờn chia tay. Theo thông tin tiết lộ, đoạn clip Trường Giang và nhà Phương xuống phố ban đêm bên nhau được ghi vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên tuổi thanh xuân lần đầu bày tỏ tâm tư tìm đến bình yên khi sóng lòng trỗi dậy sau màu tình ái của bạn trai, nhà Phương bộc bạch, bình yên một thoáng trong tim mình, nơi mình luôn cảm thấy bình yên đó là quê nhà.